Làn da của bạn gặp tình trạng là sần sùi, lỗ chân lông to. Vì vậy chúng sẽ thường xuyên xuất hiện tình trạng mụn. Và khi xuất hiện tình trạng mụn này dù không quá nhiều thì chúng sẽ khiến làn da của bạn thâm này, không được đều màu này. Ngoài ra với tình trạng da sần sùi như vậy, bạn thấy rằng là sờ lên da nó không được mịn màng. Và khi bạn có thể bôi kem chống nắng hay là make up nhẹ nhàng thì nó không có tệp vào làn da, thường xuyên là vón cục này hay là kỳ da ghét này. Thì trong cái video ngày hôm nay, Hưng sẽ chia sẻ cho bạn một cái chu trình vô cùng đơn giản và ngắn gọn thôi, nhưng nó sẽ giúp bạn cải thiện cái làn da sần sùi, lỗ chân lông to để là da chúng ta trở nên láng mịn hơn, đặc biệt là sáng và mịn hơn rất là nhiều. Rồi bước đầu tiên đó chính là bước làm sạch da. Đây là bước quan trọng nhất nếu bạn sở hữu một cái làn da mà lỗ chân lông to hay là sần sùi. Bởi vì chỉ cần làm sạch tốt thôi thì mọi cái bít tắc ở bên trong lỗ chân lông của bạn đã giảm thiểu tối thiểu là 30-40% rồi. Đối với sản phẩm tẩy trang thì sẽ ưu tiên là tẩy trang dạng nước và dịu nhẹ thôi. Làm sao sau khi mà tẩy trang xong bạn thấy rằng nó vẫn có độ sạch nhưng nó không bị khô này, không bị đỏ, không bị sát. Còn đối với sản phẩm sữa rửa mặt thì sẽ ưu tiên là cái dạng gel ấy, đó có thể là tạo bọt nhẹ nhàng và tránh là khi rửa mặt xong bị khô và căng. Một số cái nhãn bạn có thể tham khảo sử dụng đó chính là của Bioderma này, của SVR này hay là của Skinavit này. Nhưng đặc biệt lưu ý rằng là cái thao tác tẩy trang và thao tác chúng ta rửa mặt nhá, đặc biệt quan trọng. Hương đã chia sẻ ở các cái video phía trước và bạn có thể chưa biết thì hãy comment ở phía dưới để Hương chia sẻ lại nha. Bước thứ hai quan trọng đó chính là bước cấp ẩm. Khi mà da của bạn không có đủ độ ẩm thì da sẽ thường xuyên là tăng dầu, tăng bã nhờn lên để bù ẩm và làn da của bạn sẽ có lỗ chân lông to. Ngoài ra chính cái việc làn da cần phải tăng dầu, tăng bã lên như vậy nó sẽ khiến làn da của bạn thường xuyên là bít tắc và sần sùi. Vậy thì chỉ cần cấp ẩm cho làn da thôi, da sẽ tự động là thu nhỏ được lỗ chân lông hơn này, giảm sần hơn. Đặc biệt là da đủ ẩm sẽ khỏe hơn và sáng mịn hơn rất là nhiều. Đối với bước cấp ẩm này chúng ta sẽ cần phải có hai cái sản phẩm. Thứ nhất là những cái loại serum để cấp ẩm cho làn da như là serum HA hoặc là serum B5 dùng ngay sau cái bước làm sạch da này trên cái nền da ẩm để tăng khả năng hút nước và ngậm nước. Sau đó sẽ là một cái sản phẩm dưỡng để có thể là khóa ẩm lại. Tuy nhiên cái bước dưỡng này lại quan trọng nhá. Bởi vì là cái nguyên nhân khiến chúng ta bị bít tắc đó chính là do việc chúng ta lựa chọn mỹ phẩm gây bít tắc cho làn da. Thì cái dưỡng này da dầu, da lỗ chân lông to, da sần sùi vẫn cần dùng, nhưng sẽ lựa chọn cái dưỡng là cái dạng gel này hay là dạng lotion này, kết cấu mỏng nhẹ thôi để tránh bít tắc. Một số nhãn bạn có thể tham khảo như là Skinavit này, Bioderma này, SVR hay của Paula Choi cũng khá là hiệu quả. Chỉ cần lưu ý rằng là dạng gel hay là dạng lotion thôi nha. Điều thứ ba, bước này quan trọng nhất và có thể bạn cũng quan tâm bước này nhất, nhưng nó là cái bước xếp vào thứ ba thôi. Đó chính là những hoạt chất để giúp loại bỏ tình trạng da sần sùi, bít tắc ở trên làn da. Ở đây Hương sẽ chia sẻ đến bạn hai cái sản phẩm mà bạn nên bổ sung thêm vào chu trình. Thứ nhất là sản phẩm tẩy tế bào chết, đặc biệt ở đây đó chính là cái BHA. Cái này thì nó hỗ trợ chúng ta tại sao? Loại bỏ các tế bào già cỗi này, nhưng đặc biệt là nó có thể là tan được trong dầu, vì vậy là len lỏi và sâu bên trong cái lỗ chân lông của bạn, hỗ trợ đào thải bít tắc sâu ra. Vì vậy các bạn mà dùng BHA mà đều đặn thường xuyên thấy rằng da nó không chỉ giảm sần sùi còn láng mịn hơn nữa, còn hỗ trợ là tăng sinh collagen. Tiếp theo là một cái sản phẩm nào đó để hỗ trợ chúng ta là có thể bạt sừng và tăng tốc đổi mới tế bào, kết hợp thêm được nhanh hơn, loại bỏ tình trạng sần sùi. Thì đây đó chính là cái Adaplin này, mà sản phẩm rất là quen thuộc đó chính là cái Calanzit MS này, là một dẫn xuất của vitamin A có họ hàng với cái retinol đó. Thì kết hợp hai sản phẩm này có thể xen kẽ là một tuần mỗi sản phẩm 3 lần, đều đặn trong khoảng tầm 2 đến 3 tháng, bạn thấy rằng là da sẽ láng hơn, sẽ mịn hơn và giảm sần sùi hơn. Sản phẩm cuối cùng đó chính là cái sản phẩm kem chống nắng. Đây là một sản phẩm vô cùng quan trọng nếu bạn mong muốn rằng da của chúng ta sẽ giảm sần. Đó chính là chúng ta sẽ cần phải bảo vệ cái làn da chúng ta trước cái tác động từ bên ngoài. Và đối với kem chống nắng thì cũng giống như phía trên Hương chia sẻ, là hãy lựa chọn là phù hợp với tình trạng da dầu mụn và bít tắc, có thể ưu tiên kết cấu mỏng nhẹ một xíu, hoặc là cái nhãn là non comedogenic, có nghĩa là không gây nhân mụn. Một số nhãn bạn có thể tham khảo này như là của Tenamid này, của Paula Choi này, hay là của Skinavit này. Và trên đây chính là một cái chu trình chăm sóc da vô cùng đơn giản này, tối giản này, và bạn có thể sử dụng trong khoảng tầm 2 đến 3 tháng để cải thiện tình trạng da sần sùi và lỗ chân lông to. Và trong quá trình skincare gặp bất kỳ những khó khăn gì hãy để lại comment để hỗ trợ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe.